101 Lê Thanh Nghị, hai bà trưng Hà Nội. Cách mặt đường giải phóng 150m đi vào và cách ngã tư giao với Lê Thanh Nghị và Trần Đại Nghĩa 150m luôn ạ. Vâng, và các bạn hãy cùng mình đi đến các công ty xây dựng của máy nhé. Hiện tại thì đây là tầng 1 tại laptop TCC chuyên bán laptop business và tầng 2 là chuyên bán laptop ở gaming và workstation và dòng Ultrabook cao cấp. Ngày hôm nay thì mình muốn mua một chiếc laptop Ultrabook cao cấp cho mình xem tầng 2 không? Đây là tầng 2 chuyên bán laptop gaming workstation và dòng Ultrabook cao cấp. Hiện tại thì ở tầng 2 laptop TCC đang có rất nhiều mã máy và trước tiên thì tôi sẽ đi để xem qua cho nào nhu cầu của mình không. Sau một hồi được các anh nhân viên tư vấn thì mình quyết định là sẽ chọn một em 1040, tại vì em này là dòng Ultrabook mỏng nhẹ, rất là phù hợp với nhu cầu của mình, chỉ là cái văn phòng bình thường nhưng mà hình thức thì rất đẹp và mỏng. Mình bây giờ mình sẽ ra bàn ngồi. Chào anh. Chào bạn. Đây là nhân viên tên Hòa chuyên bán laptop tại tầng 2. Và hôm nay thì anh sẽ là người giới thiệu với các bạn cách test máy cũ chuẩn chỉnh nhất. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thì laptop TCC đã đúc kết ra 15 bước để các bạn có thể test và tự tin chọn cho mình một chiếc laptop ưng ý nhất theo nhu cầu và tầm giá của mình. Quy trình test máy của laptop TCC gồm có 15 bước. Bước thứ nhất là test ngoại hình máy, các cạnh các góc để chọn con máy ưng ý nhất. Bước thứ hai, check main chipset đảm bảo chưa có dấu vết sửa chữa, các chân tụ còn nguyên vẹn. Bước 3, kiểm tra serial và check trên trang chủ của sản phẩm. Bước 4, bật máy, test qua các driver xem đã cài đủ chưa. Bước 5, kiểm tra cấu hình chi tiết. Bước 6, test pin. Bước 7, test bàn phím. Bước 8, test bàn di chuột. Bước 9, test màn hình. Bước 10, test ổ cứng. Bước 11, test webcam. Bước 12, test loa. Bước 13, test các cổng kết nối mà máy được trang bị. Bước 14, vệ sinh máy. Bước 15, test hiệu năng thực tế. Sau khi anh kỹ thuật đã test xong tất cả các bước test mà gồm 15 bước thì bây giờ anh ấy sẽ dán tem cho mình và đóng bộ quà tặng cho mình luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.